nhà mặt cao thì nó khổ hả? Tại xây nhà mặt cao thì bật tông mình nhà mặt cao sửa đáy. Tông con nhà mặt cao thì nó khổ hả? Thủ không có xây gì dân tộc ăn sợ này. Lâu mà mày ui dập phân phân màn mày.
Mơ xanh nhỉ.